Kính chào quý vị. Hôm nay Brian muốn cho quý vị xem cái chuồng gà của mình ha. Thì hôm trước đó là mấy con gà mà nhỏ nhỏ mà từ cái mái ấp ra đó, thì mình cũng được khoảng chừng 10 con. Rồi có một thời gian đó thì mình cũng không biết tại sao nó lại biến mất từ từ. Mấy cái con gà đó thì sau này thì Brian còn 9 con. Rồi cái nó cũng không biết là sao mà nó từ từ nó cũng mất, nó còn 5 con. Thì Brian cũng thấy lạ lắm. Đó, những con gà bây giờ nó lớn như này quý vị. Đó thì mình cũng thấy làm lạ. Thì cách đây 2-3 bữa đó thì Brian thấy có một con mình bước vô cái cửa mình cho gà ăn á, thì là thấy có một con nó con gà con đó, cái cỡ lứa cỡ đó đó, thì nó bị một con nó bị mất cái đầu luôn, rồi lông lá tùm lum hết. Thì mình mới để cái bẫy, để mình bẫy. Thì mình đã bắt được một cái con mà tiếng Mỹ nó kêu là con opossum ha. Thì những anh chị em nào mà làm vườn ở bên Mỹ á, thì biết là cái con opossum đó. Thì những người Việt Nam thường là người ta không có thích cái con opossum đâu quý vị, tại vì cái con opossum nó phá lắm. Thì cái con opossum nó thường là người ta mà trồng những trái cây lên á, là nó cũng leo vô nó ăn, rồi nó đào củ quả nó ăn. Đó thì người Việt mình thường là những anh chị em mà trồng cây, làm vườn ở bên Mỹ này á, thường là họ không có thích những cái con mọ opossum đó. Hôm nay con gà này nó kênh mình quá là mình quay ngược người lại là nó đá liền đó. Rồi mình có cảm giác như vậy đó quý vị. Thì quay lại là cái con opossum á, thì mình không thấy cái trứng nào nữa. Nó vô nó ăn không còn cái trứng nào trong, nó ăn không còn cái trứng nào hết. Đó rồi nó ăn không còn cái trứng nào trong chỗ này hết. Rồi những cái con, có một con gà nó đang ấp trứng á, thì nó cũng nhảy vô nó phá con gà đó nữa, nó cũng phá hết một mớ trứng của con gà đó nữa. Thành ra Brian mà bẫy thì mình đã bẫy được cái con đó. Thì mình chút nữa mình sẽ cho quý vị xem. Mà bây giờ là mình phải kiếm cách mình đi ra mà không có bị con gà này nó đá nè. Hôm nay cái con gà này trời mưa, có lẽ là nó thấy mình lạ, nó muốn đá mình á, thì nó cứ đi vòng vòng trước mặt mình, rồi nó cứ kênh vậy đó quý vị. Thì mình thường là mình biết là như vậy là nó muốn đá lắm rồi đó. Con gà này nó cũng khá dữ ha. Đó, nó gái giống là trước khi mà lâm trận là phải gái giống vậy đó quý vị. Thì cái đàn gà này á, thì quý vị thấy là mình có 3 con gà mái, cái màu nó khác nhau, nhưng mà con gà trống này lúc mà nó đẻ ra đó thì nó cũng ra cái màu y chang vậy thôi. Những con gà con đó, nó ra cái màu vậy thôi, chứ nó không có ra cái màu khác. Thì hiện tại rồi trong cái vườn mà trong cái chuồng mình á, mình không có cái trứng nào hết. Mấy con gà này không thấy cái trứng gà nào hết, tại vì cái con opossum á, nó vô nó ăn đó. Rồi bây giờ mình đi ra để mà mình quay cho quý vị xem cái con opossum ha. Thì con opossum đó không có thả được, tại vì nếu mà mình thả đi chỗ khác đó, thì nó cũng sẽ quay lại thôi. Rồi mình có cái khẩu súng hơi đó, thì con opossum đó thì mình sẽ bắn bằng cái khẩu súng hơi đó. Thì cuộc sống mà ở ngoài những cái vùng như ngoài đây á, giống như Brian ở đó, thì là nó là như vậy đó quý vị. Mình muốn bảo vệ cái đàn gà của mình đó, thì mình phải rào xung quanh. Thì quý vị thấy là Brian đã rào hết xung quanh nè, nhưng mà không biết là nó có cái kẻ hở nào nó vô. Thì Brian còn cái hệ thống điện mặt trời nữa, thì mình sẽ gắn cái điện mặt trời sau này. Đó, cái đồ ăn của nó cho nó ăn mà nó cũng không ăn hết nè. Đây nè quý vị, ở đây là có một con gà mái ha. Đây, con gà mái này là nó bị phá cái trứng đó đó, không biết bây giờ là còn bao nhiêu cái trứng trong đây. Hơi tối ha. Thì hôm trước là mình thấy cái con đó nó lôi cái trứng của con gà mái này ra là 2-3 cái vậy đó. Thì bây giờ mình không biết là còn mấy cái trứng trong đó nữa. Đây là chắc là mai mốt sẽ thành một con gà trống nè. Con gà con này đó thì mai mốt nó thành con gà trống đó. Thì quý vị thấy là cái con cha nó là màu sậm sậm đó, thì mấy con nó cũng chỉ có cái màu sậm sậm đó thôi. Thì hôm nay trời bên Georgia này cũng khá mưa ha. Đây nè quý vị, đây, đây là cái con mà nó ăn gà, ăn gì ha. Đó, nó nhìn nó rất là dữ. Nó giống như con chuột vậy. Con này thì bên Việt Nam không có. Con này bên Việt Nam hoàn toàn không có ha. Thì con này là con nhỏ đó. Chứ còn hôm trước Brian bắt được một con nó bự lắm. Thì con này là cái con cũng thuộc loại nhỏ thôi chứ nó không có bự đâu. Đấy, mà nhìn nó ghê lắm, lông lá đồ ghê lắm quý vị. Thì dân Việt Nam mình đó thì mình thấy gớm, nhưng mà có Mỹ có nhiều đứa nó không hiểu, nó nghĩ sao mà nó cũng đem mấy cái con này mà nó làm thú nuôi vật cưng của nó, mình cũng không hiểu. Nhưng mà đối với người Việt Nam mình đó thì dân Việt Nam mình thì hoàn toàn là không có thích cái con này ha quý vị. Nó y chang con chuột vậy đó, mà nó rất là lớn. Thì con này thì nó nhỏ nhỏ vậy thôi chứ mà nó rất là lớn ha. Nè, rồi kéo ra bãi cỏ nè. Đó. Đó quý vị, cái con này nó phá dữ lắm ha. Mà nó leo trèo cũng dữ lắm. Nhưng mà nó không nhanh như con chuột thôi, nó đi từ từ thôi chứ nó không có nhanh như con chuột. Nhưng mà nói về phần phá thì nó phá không thua con chuột đâu quý vị. Nó có thể là nó dữ nữa. Những anh chị em nào mà làm vườn ở bên Mỹ này á là cũng biết là khi mà mình muốn mà dọa nạt thì nó đó là nó gừ lại liền. Nó không có sợ đâu, nó không có chạy đâu, mà nó sẽ dừng lại, mà nó gừ lại với mình liền. Đó. Thì bây giờ là Brian cũng có đang ấp được khoảng 10 con gà con nữa để cho nó ra. Thì mình phải coi lại cái lưới của cái chuồng này. Nguyên cái hệ thống chuồng này, làm cái hệ thống lưới này mà nó chui vô được thì cũng phải coi lại để coi làm sao để bảo vệ cái đàn gà của mình. Rồi hôm nay để Brian cho quý vị xem cái khẩu súng ha. Thì đây là cái loại súng mà Brian sẽ bắn nè. Thì khẩu súng này là súng hơi thôi, chứ cũng không phải là gì. Đó, nó bắn cái viên đạn của nó là 22 ly ha. Thì nếu mà súng thiệt bắn thì cũng được, nhưng mà nó sẽ làm tiếng ồn. Mà mình ở gần cái khu mà subdivision quá quý vị. Bên khu bên rừng bên đó là khu subdivision, thành ra mình không có muốn lấy súng thiệt mình bắn, mà mình bắn súng hơi. Mà cái súng mà 22 ly á, thì bắn thì cũng được chứ không có tới nỗi nào. Đó. Rồi, Brian xin dừng cái video đây ha quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ. Brian xin gặp lại quý vị trong cái video kế tiếp. Xin chào quý vị.